với cô bác và anh chị đến với kênh Phong Thủy Lộc Tài. Lời đầu tiên, xin chúc quý vị luôn gặp nhiều may mắn và sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp, các bạn tuổi Tỵ không thuộc tuyết người bốc đồng, mà ngược lại rất kín đáo, bình tĩnh, bảo thủ và bí ẩn. Hơn nữa, ẩn sau đôi mắt tinh ý đó là một bộ óc luôn phân tích, giúp cho những ai thuộc cung mệnh này có được tính tinh tế, cẩn trọng và khả năng phán đoán đúng đắn để tìm ra mấu chốt cho từng vấn đề cũng như cách giải quyết chúng một cách ổn thỏa. Nhưng đằng sau vẻ ngoài đầy kinh nghiệm, từng trải, ẩn giấu sự nghi kỳ sâu sắc. Bước vào 6 tháng đầu năm 2021 Tân Sửu, các bạn tuổi Tân Tỵ có thể sẽ là một năm khá lý tưởng. Vậy các bạn tuổi Tân Tỵ nhận những điều gì? Lời khuyên nào từ các chuyên gia phong thủy cho các bạn tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 trong 6 tháng đầu năm 2021? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Tôi là Trang Nhung, được sự trợ duyên từ thầy Gia Cát, thầy phong thủy thuộc Cửu Thiên Thiên Tôn Đạo Gia ở núi Nga Mi tư vấn, nên sẽ không mang tính máy móc, dập khuôn mà là những kinh nghiệm của người xưa và sự thực nghiệm của chúng tôi đúc kết. Ngay bây giờ sẽ là phần đánh giá tổng quan tử vi tuổi Tân Tỵ trong năm 2021. Về cơ bản, Tân Sửu đã là một năm khá lý tưởng đối với các bạn tuổi Tân Tỵ. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm, mọi mặt trong cuộc sống của các bạn đều có những bước phát triển nhất định. Tuy nhiên, nếu bạn không ngừng cố gắng, tập trung phấn đấu, bạn sẽ không đạt được thành tích xuất sắc trong việc học. Đây chính là thời cơ để các bạn có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định. Các bạn có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Để có một năm bình an và gặp nhiều may mắn, các bạn tuổi Tân Tỵ nên mang theo bên mình kim bài thái tuế nhằm nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó có thể gặp được nhiều may mắn và thuận lợi. Cụ thể từng phương diện như thế nào, xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp trong video của chúng tôi. Đầu tiên là về công danh và sự nghiệp. Do gặp năm tam hợp thái tuế, các bạn Tân Tỵ như gặp được thiên thời, địa lợi, chỉ còn thiếu yếu tố nhân hòa nữa làm mưu sự lớn dễ thành, gặt hái thành quả rực rỡ trong năm. Đây là thời điểm lý tưởng để các bạn chú trọng mở rộng phương diện ngoại giao, tăng cường giao lưu, tiếp xúc. Về tình hình học tập không có nhiều biến động nếu so với khoảng thời gian trước đó. Bạn vẫn giữ được phong độ ổn định. Tuy nhiên, nếu quyết tâm, cố gắng hơn ắt gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Tại thời điểm này, các bạn có thể tham gia một số việc làm thêm, vừa để theo học thêm những kiến thức hữu ích, giúp làm giàu vốn hiểu biết của bản thân, vừa đem lại tác động tích cực trong tương lai. Ngoài ra, bạn cũng có thể bắt đầu với việc thực tập ở một cơ quan, tổ chức nào đó để có thể tích lũy kinh nghiệm thực tế. Tuổi trẻ càng xông xáo bao nhiêu, tương lai càng tươi sáng bấy nhiêu. Thầy Phong Thủy khuyên rằng, để mọi việc phát triển một cách hanh thông và thuận lợi, thì các bạn tuổi Tân Tỵ nên mang bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu để hóa giải thị phi, mâu thuẫn giữa các mối quan hệ và xua đuổi hung tinh, tiểu nhân quấy phá. Đồng thời chiêu cát lành, tăng may mắn và cát khí quý nhân giúp công việc hanh thông, thuận lợi, quan hệ công việc dần tốt lên. Thứ hai, về tiền bạc và tài chính. Các bạn sinh năm 2021 vẫn chưa phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tiền bạc, bởi đa phần đều nhận được sự hỗ trợ về mặt kinh tế đến từ cha mẹ, anh chị em trong nhà. Một số bạn có thể kiếm thêm tiền nhờ các công việc làm thêm bán thời gian hoặc thực tập. Dù được hỗ trợ tài chính, nhưng các bạn cũng nên học cách chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch, không nên phung phí quá cho những sở thích hoặc thú vui nhất thời. Thầy Gia Cát khuyên các bạn có thể tăng vận may mắn và cải mệnh, cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Pháp khí của nhà Phật này sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho các bạn. Ngoài ra, vòng còn giúp nghênh đón quý nhân tương trợ và bảo vệ các bạn. Thứ ba, về tình duyên và gia đạo. Các mối quan hệ xã giao của các bạn phát triển tốt đẹp. Nếu tích cực tham gia vào các buổi giao lưu, tụ tập bạn bè, bạn hoàn toàn sớm có thể tìm được người phù hợp với mình. Dù là nam hay nữ, bạn cũng nên tích cực mở rộng các mối quan hệ, không nên rụt rè chờ đợi người khác chủ động đến với mình trước. Trong thời gian này, các bạn hãy đeo vòng tam hợp quý nhân, Tỵ Dậu Sửu, để năng lượng của tam hợp khí sẽ giúp các bạn đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, đặc biệt là giúp gia đạo êm ấm. Thứ tư, về sức khỏe. Các bạn Tân Tỵ tuổi trẻ nên gần như không gặp những vấn đề nghiêm trọng liên quan đến sức khỏe.
Tuy nhiên, vẫn cần phải chăm chỉ rèn luyện, giữ gìn thân thể mình, tránh sinh hoạt thiếu điều độ, ăn quá nhiều thức ăn vặt hoặc đồ chiên, xào. Nếu không sẽ dẫn tới các bệnh dạ dày hoặc suy giảm sức đề kháng. Theo đó, cần ăn uống điều độ hơn, điều chỉnh một số thói quen hàng ngày như đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn ít, chia thành nhiều bữa, ăn nhạt hơn. Có như vậy sức khỏe mới đảm bảo ổn định lâu dài tốt nhất, để đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Ngoài ra, hạn chế tới những nơi đèo cao, vực sâu, nhiều âm khí, kẻo dễ gặp tai ương bất ngờ. Thầy Phong Thủy khuyên các bạn tuổi Tân Tỵ hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng sẽ giúp các bạn xua đuổi hung tinh, tà ma, vận hạn trong năm. Vòng cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh, bảo vệ các bạn tuổi Tân Tỵ dù ở bất cứ đâu, ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Kính thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời các bạn cùng theo dõi vận hạn 6 tháng đầu năm. Đầu tiên là vận hạn tháng 1 âm lịch. Trong tháng đầu tiên của năm mới, các bạn tuổi Tân Tỵ lại gặp khá nhiều vấn đề. Các mối quan hệ xã giao của các bạn phát triển tốt đẹp, vận số đào hoa vượng, tình duyên cát lành. Bên cạnh đó, các bạn còn được hưởng tiền bạc do được cho. Thứ hai là vận hạn tháng 2 âm lịch. Bước vào tháng 2 âm lịch, vận trình của các bạn tuổi Tân Tỵ có những cải thiện nhất định, tình hình tài chính tương đối ổn định. Bạn có thể tìm các công việc tay trái để gia tăng thu nhập cho mình. Đây là tháng bạn gặp được quý nhân vượng, kinh doanh phát đạt. Thứ ba là vận hạn tháng 3 âm lịch. Trong tháng 3 âm lịch, các bạn Tân Tỵ có những bước tăng trưởng ấn tượng, học tập suôn sẻ. Nếu bạn có làm thêm cũng sẽ được may mắn. Từ đó các bạn sẽ tận hưởng được thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước đó. Điều các bạn tuổi Tân Tỵ cần làm đó là cố gắng trau dồi, học thêm kiến thức mới, tinh thần phấn khởi và phát huy năng khiếu cá nhân. Thứ tư, vận hạn tháng 4 âm lịch. Các bạn tuổi Tân Tỵ sẽ được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình bỏ ra từ trước đó. Tuy nhiên, bạn nên đi lại cẩn thận, đề phòng va quyệt xe cộ, gặp họa huyết quang, chuyện tình cảm không được suôn sẻ. Thứ năm, vận hạn tháng 5 âm lịch. Đây không phải là một khoảng thời gian thuận lợi đối với các bạn tuổi Tân Tỵ. Mối quan hệ gia đình cũng xuất hiện dấu hiệu không hòa hợp. Bạn cần giữ mối quan hệ hòa hảo với mọi người. Dù có chuyện gì bức xúc, cũng cần bình tĩnh tìm cách giải quyết phù hợp. Không nên nóng nảy, bé xé ra to, khiến mọi việc càng trở nên căng thẳng. Bên cạnh đó, trong tháng này, các bạn có kỳ thi quan trọng, cần tập trung tinh thần cao độ. Cuối cùng là vận hạn tháng 6 âm lịch. Sau tháng 6, sức khỏe của con giáp này có dấu hiệu cải thiện. Bạn nên chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để tăng cường sức đề kháng, tránh những căn bệnh vặt vãnh xuất hiện khi thời tiết thay đổi. Các bạn cần chú ý những chuyến đi xa có thể sẽ gây bất lợi về sức khỏe. Kính thưa quý vị, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, Phong Thủy Lộc Tài sẽ cùng quý vị tìm hiểu về vận hạn của bạn tuổi Tân Tỵ trong vận trình nửa đầu năm 2021 theo sao hạn và là số tử vi để hiểu rõ nhé. Thứ nhất là sao hạn tuổi Tân Tỵ. Đối với các bạn nam tuổi Tân Tỵ gặp sao Thủy Diệu chiếu mệnh, đây là sao tốt chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 4 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiện mất mát của cải, bị đàm tiếu, nói xấu sau lưng. Còn các bạn nữ tuổi Tân Tỵ gặp sao Mộc Đức chiếu mạng. Sao Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành nhất là về hôn sự. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Các bạn nam và nữ tuổi Tân Tỵ đều gặp hạn ngũ mộ. Gặp hạn ngũ mộ chủ về hao tài, mất an. Lưu ý không nên tin người thái quá, không cho ai ngủ nhờ, kẻo gặp tai bay vạ gió, phòng mất của cải. Mua đồ cẩn thận kẻo dễ mua phải hàng giả, tiền mất tật mang. Thứ hai là luận hung cát niên vận năm 2021 theo là số tử vi. Các bạn tuổi Tân Tỵ có cung mệnh, có các sao Thiên Phúc, Long Trì mang lại quý nhân phù trợ. Nhưng Tuần, Triệt, Quan Phù, Thiên Khốc lại gây trở ngại bất ngờ, khó lường trước, trong nhà có chuyện không vui. Cung tam hợp gồm các cát tinh phượng cáp, hoa cái, hàm trì, giải thần, mang vận đào hoa vượng, nhân duyên cát lành. Các hung tinh thái tuế, phá toái, bạch hổ, phi liêm, thiên quan, báo hiệu rắc rối thị phi, kiện cáo pháp luật hay tai nạn xe cộ, động chạm giao kéo. Cung xung chiếu gồm thiên mã, điếu khách, báo hiệu dịch chuyển nhiều, gia đình có chuyện buồn. Nhìn chung, vận trình 6 tháng đầu năm Tân Sửu là một năm khá yên bình. Đối với mọi mặt cuộc sống của các bạn, đều có bước phát triển nhất định.
Nếu không ngừng cố gắng, tập trung cho nhiệm vụ của mình thì bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân, tình hình tài chính nói chung ổn định, nguồn tiền chủ yếu đến từ các công việc làm thêm cũng như tiền trợ cấp của cha mẹ, người lớn trong nhà. Các mối quan hệ xã giao phát triển ổn định, các bạn có thể làm quen với một vài đối tượng đem lại tác động tích cực cho lĩnh vực học tập và sự nghiệp sau này. Để vượng khí có thể phát triển tốt hơn, các bạn nên áp dụng các vật phẩm phong thủy để luôn có động lực phấn đấu lâu bền, vững tâm hơn, thu hút được nhiều sự may mắn cho các bạn, cải thiện sức khỏe tốt nhất. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, phần nào giúp ích được cho quý vị. Tới đây, video của Phong thủy Lộc Tài cũng xin phép được khép lại. Xin cảm ơn sự chia sẻ về những kiến thức phong thủy bổ ích của thầy Giang Cát. Quý vị đừng quên nhấn đăng ký kênh để có thể đón nhận được những chia sẻ về phong thủy vô cùng bổ ích. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào những video tiếp theo.